nạp chứ hả? Ừ, chắc thấp quá. Chắc nạp chứ ha? Chắc nạp luôn á. Thấp quá như vậy. Ủa, tốc độ này chạy có tâm cái số giờ. Đừng có quay nữa, đừng có quay cái nói, quay nó chụp cái nói chụp, đừng có quay trong này quay phim á. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Với những thảm cỏ lớn thì việc cắt cỏ bằng các loại máy đeo vai không còn đem lại hiệu quả cao. Vì vậy, để giảm thiểu thời gian cắt, tiết kiệm chi phí lao động, hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy cắt cỏ đẩy tay tự hành của Honda HRG196, là chiếc máy được đánh giá cao về chất lượng cũng như là mẫu mã và sự tiện dụng khi dùng. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu các chi tiết của chiếc máy cắt cỏ HRG196 này. Đầu tiên thì đây chúng ta thấy đây là động cơ của máy. Động cơ máy hoạt động rất là mạnh mẽ với công suất là 3,2 kW. Đây là bình chứa nhớt của máy, dung tích là 0,65 lít. Boe. Máy thì có 4 bánh xe, rất là tiện dụng cho việc di chuyển. Đây là lọc gió của máy. Đây là bình chứa xăng. Bình chứa xăng thì có dung tích là 1,5 lít. Đây là cần gạt tăng chỉnh độ cao của lưỡi cắt. Các bạn có thể tăng chỉnh độ cao để cắt cỏ cho phù hợp. Đây là nắp đậy của máy. Túi chứa cỏ. Túi chứa cỏ thì rất là dễ dàng tháo lắp để vệ sinh. Đây là tay dẫn lên chụp giật của máy. Tay đẩy. Đây là tay phanh bánh đà. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn khởi động máy. Đối với việc khởi động máy thì các bạn cần bóp tay phanh bánh đà và kéo chụp giật đến khi máy nổ. Khi chúng ta muốn ngắt khẩn cấp thì các bạn có thể thả tay phanh bánh đà ra thì máy sẽ ngắt khẩn cấp được. Vâng, và như vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn chiếc máy cắt cỏ đẩy tay tự hành của Honda HRG196. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến xem máy trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Trong video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn khởi động máy và test chiếc máy này cho các bạn xem. Còn bây giờ, xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.